Võ Sa Đức Huy xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, Võ Sa Đức Huy đang có mặt ở ngày khai mạc triển lãm Linh Hiệp, quý vị ạ. Thì có một cái tác phẩm quý đến mức mà mọi người xin được chụp ảnh, và đông thế này mà quý vị. Và cho em một vé vào chụp ảnh các anh nhá. Đông lắm quý vị ơi. Em chào tất cả các anh. Gương mặt các anh các chị nào cũng rạng ngời trong cái ngày khai mạc triển lãm Linh Hiệp. Anh nào cũng, chị nào cũng trẻ ra và anh ơi, hôm nay ai anh trẻ ra hàng chục tuổi anh nhỉ? Đây toàn trai. Đây anh Tư này, anh Tư thì hôm nay còn trắng ra bao nhiêu này. Đây anh Tỉnh, đây anh Tỉnh đi trở lại cái thời thanh niên 17, trẻ quá. Thế còn Võ Sa Đức Huy tập trung vào cái chủ đề chính, đó là cái tác phẩm quý của anh Dương. Đây anh Dương đây, chủ cây. Anh chị, em chào anh chị. Hôm nay cái tác phẩm của anh được mọi người đứng chụp ảnh rất là đông. Và cảm ơn anh chị đã mang cái tác phẩm quý về để cho em và quý vị khán giả được chiêm ngưỡng. Và đặc biệt là người yêu cây Ninh Hiệp được tận mắt chiêm ngưỡng tác phẩm quý. Bây giờ mọi người đứng thành hàng, em xin một kiểu ảnh nhá. Vâng. Bên phải anh lùi, chỗ anh Tư đứng lùi lại một tí. Và bên này các anh đứng tiến cho em một tí lên. Đúng rồi, hình chữ V. Hình chữ V đúng rồi. Úp thìa đấy. Cánh diều đấy. Rồi, bên này cho em một người sang bên này nhá. Cân. Mọi người cười tươi nhá, đừng có lín thở nhá. Lín thở mà xảy ra một cái gì đó là rất là nguy hiểm. Cứ thở đều. Rồi bắt đầu mọi người cười tươi nhìn đây cho em. Rồi bức ảnh quá đẹp rồi, cười tươi nhá, 1, 2, 3. Rồi xong rồi, cảm ơn mọi người. Kính thưa quý vị, là đây là tác phẩm Báu Vật Trần Gian, đúng không ạ? Đúng rồi, Báu Vật Trần Gian in sâu vào trong tiềm thức của người yêu cây rồi. Quý vị đến gần với tác phẩm nhá, chiêm ngưỡng đường nét quý của tác phẩm. Tác phẩm Võ Sa Đức Huy cảm nhận là già không thể già hơn nhỉ, quá già. Quá đẹp quý vị ạ. Và tác phẩm này của anh Dương thì anh Dương đã mua của anh Chí Thường Tín. Một trong những tác phẩm rất là quý. Già hóa đá rồi quý vị ạ. Và những cái đường nét của cây cổ, những cái nét hóa của thời gian, và những cái nét cột kèo mà nhìn vào chúng ta cảm thấy cuốn hút. Chữ nguyên là cái đường nét cổ và cái bóng dáng, cái tác phẩm rất là đẹp. Võ Sa Đức Huy cảm giác có một cái chút hơi hướng nhìn cái form dáng rất là giống mâm xôi con gà, cũng là cái tác phẩm cây cổ và cũng một cái tay bay như vậy, và cũng một cái bóng dáng tự nhiên bồng bềnh. Và tác phẩm cũng được ban tổ chức đặt ở vị trí rất là đẹp, đằng sau có một cái phông giới thiệu về triển lãm Linh Hiệp. Và quý vị nhìn thấy ngày khai mạc thì như một cái ngày hội rất là đông. Trước khi nào đông như vậy, và trước khi nào Linh Hiệp vui như vậy, và trước khi nào mọi người về đây thưởng lãm cây cảnh đã như vậy. Một cái khung cảnh
quá đẹp, cho mọi người thưởng lãm cây. Kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy xin phép được dừng lời đây, chia sẻ cái thước phim tại triển lãm Linh Hiệp. Đến đây xin phép và tạm dừng. Bonsai Đức Huy xin chào quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Chào tạm biệt quý vị.